Em này sẽ tí tí chưa có kể cho tôi nghe là tí đi về cái chỗ nào, một cái chỗ là mà cái gì và cái gì đó gần là tỷ mà bị nhốt ở trong cái tủ giống cái tượng mà giống bằng sắt mà người ta luôn mà bằng sắt đó cưng. Khi xưa cái gì đó trời ơi chửi tỷ ghê lắm, chửi mà tỷ cũng vẫn cười bình thường đó cưng, Sao chửi mà tỉnh? cái gì đó bị nhốt trong đó luôn, ngộ quá là tỷ không biết nữa. Chị thấy hồi nào? Chửi tỷ đến nỗi mà kêu kêu vậy này, ví dụ như chị kể lại thôi nha. À, hai đứa con thì nó còn nhỏ xíu mà nó chơi kẹt thôi á, mà dỗ một đứa một cái chạy chơi kẹt mà cái gì đó không có biết dốt mà thì đâu có tắt chi chửi tỷ rồi lắm, chửi mà cho nên bà nói kỳ này bà chửi 1 tháng mà còn chửi đó. Cái tỷ phải đi mua thuốc cho bà uống nè, rồi tỷ phải xin lỗi hoài luôn không có được, xin lỗi nói con xin lỗi gì, tại vì con không có dạy con mất dạy như vậy, vì dạy con của con rất là cảm ơn, nhưng mà con không có dạy con như vậy, nó có làm nhiều gì sai trái cho con xin lỗi gì đó mà không chịu, rồi con đã nó giống như người ta phá vô mình, tao không hiểu gì hơn, rồi mình cũng tha thứ đó, rồi chủ xin lỗi mà không được đi mua thuốc uống luôn, rồi tỷ phải nhập viện nó rất là nhiều thứ, rồi hai người kia cũng không chịu lời xin lỗi tỷ luôn, nhưng cái rồi cái tỷ mới nói vậy trời ơi bây giờ cũng xin lỗi hết mất rồi, bây giờ không lấy quýnh lợi đi là hoài. Con bữa nay quýnh sao thì bây giờ đánh lợi đi chứ tỷ hết biết đường để nói rồi. Ôi nó mắc cười lắm tính. Nhưng mà hồi nãy Đi tỷ nói là cái hình ở trong cái hình gì tỷ? lắm. Ừ, nhốt bị nhốt ở trong cái tượng y như cái tượng sắt vậy. Mà tỷ lên cái đó làm ta mở ra ngộ tượng nó mở ra cũng lớn tinh. Cái tỷ cái bả xin lỗi tỷ. Bả hỏi tỷ có giận phải không? Cái tỷ nói không. Nào giờ con không biết giận gì đâu. Ừ, cái tự nhiên cái mở cho bà ra luôn á cưng, phiền lắm. Cái đó Tự nhiên cái là tỷ thấy hồi nào? mở một tập nó lớn chuyện à, mới đang quát mà đúng nhắn nói năm chục chút mà chỉ qua đây 10 15 người không được nhắn chút Ngộ hả không tỷ? bán tin năm người nhà có thể bán nhé. Ừ. Tuổi tỷ gì nhé, bà ơi ngồi ngay cái cửa tức, hồi đó là tỷ còn cái nhà nhà lá, chưa có nhà tuyết nữa cơ. Thế ngồi ngay cái cửa, ngay cái cửa thì dai vô, ngồi từ hết luôn cái cửa, tinh tính đi. Tỷ lắm, tỷ lắm. Cái tỷ đâu sắc quá, tỷ cũng từ đường đường, trời ơi, gì ơi, gì vậy, chị nghĩ cho khỏe đi. Biết mà mình gì muốn chửi nhiêu cũng và gì mà chứ con không có mệt chứ dụ nha, mà tại sao bị nhốt có tầng lớp rồi Nhưng mà bị nhốt là tỷ nằm mơ thì thấy làm sao? trời ơi cái gì đó chứ bình thường chị thấy là sao bị sao hết bà bị sao hết bà mà mở cái cửa ra bà hỏi tỷ đi con có giận bà không. Tỷ không có giận hết trơn. Chắc cái Con ơi, tỷ đó bị hỏi phạm tỷ gì bà quá. đang gọi đi. Hả? Chắc cái tỷ đó bị phạm gì rồi bị nhốt á. Thì đó, tỷ nói là tỷ không có biết, tỷ không có giận ai hết trơn hả? Miệng mở mở mắt ra rồi tỷ bước sang lại dính dắt mà. Là phải chửi đó. Mình chỉ cười thôi. Trời ơi, chị ơi, chị nghĩ cũng khỏe đi. Ngẫu hay Chứ gì tưởng tưởng là gì bệnh gì mà tội nghiệp đó mà sao tỷ thương chứ tỷ biết từ đứa nào không Nhưng mà nhớ cái đó giờ giờ cái người đó còn sống không tỷ? không chết rồi mình tỷ còn lo đó cho gì chỉ tờ tiền chỉ tờ gạt thôi
chị thương, nếu mà chị không có giận thương vậy đó con á. Dạ. Mà vậy đó, biết đỡ mọi người tôi không biết đâu á. Quần áo thì cũng có cái gì cũng lo cơm, cơm bạn đã khổ mà cơm á. Dạ. Nó ngon người ta chửi mà, tôi chửi nó tin tin. Tôi tin mẹ của tỷ mà chửi họ luôn á, tôi biết chửi gì nên nó quá trời luôn, hiểu không? Mà tỷ cũng không giận tôi. Tôi biết cái tôi cũng tôi cảm thấy tội sao cái người này nó quá trời rồi. Yeah. Anh nghiệp quá trời tội nghiệp, không phải chỉ ghét tao đâu. Cái tỷ cái thằng bên Hamas đó, thủ lĩnh bên Hamas nó bị bên bên Mỹ tiêu diệt rồi đó tỷ, nghe không? Mấy chị thì mình sẽ thấy rất là nhiều nhưng mà chỉ không đem tiền Yeah. Tỷ không tiền thích. là về đặt cũng Yeah. tiền cũng như chị muốn đi qua nước nào là không mất tiền nó có tiền mà mình không đi em nào thì nó chỉ tận nhà đây được đi hết đúng không? Yeah. Sao nghe không rõ anh Tị? Nghe không rõ anh. Nghe không? Nghe chưa? Nghe rồi, nãy nó cà giật cà bật. Ngon gì mà cũng nhìn thấy cái tiền khác. Dạ. Sao bữa nay nó kỳ vậy ta? Rồi nghe chưa, nãy gì tốt tốt chặt luôn làm gì vậy? Bấm vô cái coi cái nó có bị gì không á. Hay là gió không, là gió ta Không, không gió rồi gió dữ lắm gió thì nghe nhưng mà giờ thì nghe tiếng rồi, đúng rồi gió dữ lắm đó. hồi nãy nó cứ nghẹt nghẹt á. Còn hú nữa không con Dạ. đó là hả ở em sẽ chị già ai yếu rồi cơ Sao tỷ hay mắc cục ha? đúng là biết rồi trong trong cái thân mình á Yeah. nó nằm ở trước cái bụng nó nằm đâu dưới đó đó Nhưng mà cái tỷ không có nói chuyện, tỷ có bị không? không không có khi làm như tỷ bệnh hay gì không biết nữa cũng bình thường cũng bây giờ là cũng giống như để điển hình cho cái bà mà cái bà mà ôm tùm lum hay quay giúp đó Yeah. bà già hả Yeah. cũng cái nhịp 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 qua bàn tân hiểu không hiểu không Yeah. giống như cái xác mình đã thì đã bị cúng là rồi cái tự nhiên chỉ nhận cái điểm thì nói như vậy cái xác này giống như mình có ở trên cái hồn thiên nó vào cái cơ thể mình nó hiểu không Dạ. À vậy hả? không giống thì nói như vậy đó để không biết thì đã vô để giữ giống như cái xác mình là phải có người ở tổng lặng giống cái gì mình cũng không có bị hiểu không Yeah. không có bị bệnh không có bị gì tự bệnh tự trị thì con hiểu không Yeah. thì Hồi chỉ là đau chỗ nào ai đau chỗ nào là tội tự nhiên cái vô khác vô cái mình của tỷ hồi những qua cái người dạ yeah. Hồi qua tỷ nói đúng không là tỷ thấy nó có nhiều chuyện gì vậy tỷ? chuyện gì chị quên rồi giống như cái gì nó qua là chị quên đó thì chị Rồi. không thấy Rồi người ta thiếu nợ tỷ đâu quên rồi có khi tỷ người ta nhắc đó ta trả là đâu nhắc nó cưng quên ừ không? thì cái bộ trọng ví dụ như vậy về người ta mượn 5 triệu thì thật ừ thật sự lâu quá tao mới trả cái tay chừng chỉ nhớ lại rồi quá tào lâu luôn đúng không quên thì tự lần chị không nhớ lại tự nhiên nó nhớ là biết rồi hả người ta muốn trả thì trả muốn không không nhiều khi ta mượn tiền ta khổ quá thì cũng nghĩ lấy luôn tạo được kỳ không biết Dạ.
Hỏi mày tỷ có nói chuyện với Quỳnh An không? Không, tại vì Quỳnh nó đang nhận Quỳnh nó thì ẩm, tỷ không có điện. Dạ. Quỳnh là ẩm sâu rồi, ẩm nhận nhập nhập định đó. Dạ. Tiền để nhập định nó là con phép và có kinh. Dạ. Đất cho, cha cho ông. Còn tỷ sao phương tỷ cũng làm kỳ vậy? Tại giờ không cần thiền, không cần ngồi thiền mà không cần đọc kinh, không cần gì á. Dạ. Yeah. Tự nó lại về đó con. Đi ăn tự. Một giai đoạn trong cái nó cái về bên nước Việt Nam cái nhân là mẫu kêu hầu cung bạc nhỉ. Mẫu kêu mẫu mẫu hầu cung á, hầu cung. Hầu cung là sao vậy? Giống như trong nhà vua vậy, hồi cung ha. Dạ. Giống như mình đi học chung á, cũng không biết không. Dạ. Yêu cái ngày nào mà tổ pháp ra ta thì nhắc cái gì cái đó tổ vô trong tổ thanh đủ thứ tâm mỹ hôn đi từ nắp nắp được cái gì mà cao nhất cái việc tương á. Dạ. Không biết là tôi thì chẳng làm cái gì nói là tại người ta nói gấp con nói gấp cụ. Nhưng mà ai kêu tỷ, ai kêu tỷ vô của mình hiểu chưa á? Dạ. Là đạt được cái gì là Phật rồi hiểu chưa á? Cũng như là củ quyền, quanh củ quyền đúng không tỷ? Người ta đã đạt được Phật rồi nhưng mà con nó cũng một tóc mà ta biết tu rồi từ bắt đầu chuyển về cái pháp của mình, ví dụ nhân cân. Dạ. Rồi kêu mình tới về đó, mình lên tới cái đó là hiểu chưa? Có kêu tỷ về Việt Nam không tỷ? Học gì đó nhưng mà cái ngày đó không có dắt để về cái đó. Chắc có lẽ là kêu mình đi tâm vô vui dân để công. Dạ. Cả nó không có tu dấu cái mộ mà nó chỉ dốt rồi xưa. Nói chung là chỉ dốt, tôi vẫn ngu lắm dốt. Dạ. Rồi là xong, biết người ta mà tỷ thì tỷ không làm không? Sao tỷ? Cái gì cũng trời ơi, cái thế gian này bây giờ nó đang dành nó hơn tu, nó đủ, nó tương nhìn cái thấy mà ớn luôn đó. Nhìn mà thấy mà ta đầy bà, nó cũng hơn tu nè, nó hơn tu đủ thứ nè. Thà là danh được, cái đời này cũng vậy luôn. Chỉ nhìn hết trơn rồi, chỉ thấy á. Cứ cưng đi á, cưng đi qua thì cưng nhìn không thấy nữa, hiểu không? Thấy không, có xanh đúng không? Cưng nói cho tỷ biết đi. Có không? Nào cưng phép, bé phép đây. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài quá tung, tu tội quá sợ luôn, nó quá sợ. Rồi phải xử nó như thế nào đây? Các vị Phật ở trên cũng là đại tới chạy lui độ cho người có duyên chứ không duyên tâm độ nổi. Con hiểu không? Dạ. Phật độ những người có duyên mà không có duyên tâm độ được. Rồi mấy cái người ở nước ngoài á không về được là có sao không tỷ? Dạ tự nói cho nghe là chỉ có cái dân khi lúc tôi chỉ làm trong ba cái ngộ á
chỉ chè tôi một tay ra ha, tự nhiên nó có cái miếng gì cơ, cái miếng Miếng gì nó mang tới qua cái xong không qua, giống như để chè tay vậy nè, nó sẽ có cái gì cái người ta sẽ đi trên cái miếng đi qua, hiểu qua đó không không, miếng gì tí không, biết cái miếng gì lạ lắm, nhất là cái miếng làm tấm thảm gì đó, lạ lắm. Mình thả xe của bàn tay này vậy, là cái miếng nó phải dài ra vậy nè, cứ người Yeah. ta đi cái đó thì người ta qua, không biết sao mà chỉ có cái đó, chỉ không phải lúc tao cũng nó từ lạ quá, Vậy hả thầy? tao cứ làm lâu chết bên đây nè em, rồi tao chỉ nằm trong ba hết trời, mình sao kỳ quá, sao mình ở bên Việt Nam mình lên em đưa cái miếng đó đi, chỉ chè bằng tay thôi, nó có cái miếng nó đưa ra trả em biết cái miếng thảm dễ cưng, Yeah. rồi nó thành giống như cái tàu vậy đó, Lạ quá buồn nó cười lắm, nguyên cả nó cái kỳ lạ mà phải cứ đâu quan tâm tới, nhưng mà phải kể giờ kể cho cưng nghe thôi, hình như cái này chỉ chưa kể ra nghe chứ, chưa kể cho nghe. Cái nhà đã qua đây bằng mấy năm trời á, cái ông chết rồi nè. ông chết bản luôn hả tị? Nhưng mà ta đưa, ta ướp xác ông tôi đem về, ta 20 ngày mới tới nhà. Nửa tháng, 20 ngày vậy á. Tại ông chết là người lễ, như vậy tôi. Dạ. Để quá ăn Ở ớt với khác gì Hàn Quốc mà về đây cũng lâu quá anh tí. chúng mình để cho thôi là đặt nước làm thủ tục nó chứ Dạ. thủ tục nó lâu lắm, ông ra nước ngoài ra làm thủ tục nó khó khăn lắm, nó chẳng lắm từ từ cần phải đi lên tới trình Seoul nè, dạ, đây qua tới Seoul có 6 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng lận muộn, cưng nó ít rồi đi rồi, đợi trời nó nhiều ngày, dài tháng quá đi. Bữa nào tỷ đi lại ngay chỗ mà có trồng rau củ rồi á, ở ngoài á chắc nhìn đã lắm ha. Nhận gì con nói nhận gì Rau củ rồi người ta trồng á, ở ngoài Đài Loan, ở Hàn Quốc người ta trồng nhiều lắm. trời ơi, đây cầm mỗi một miếng đất người ta cũng cầm hết trơn, cầm đủ thứ ăn hết trơn, cầm ăn không hết luôn, còn người Việt Nam qua bên đây cầm hồng bông bán ra giàu lắm luôn cưng, Dạ. cầm ăn giàu á, người ta cầm ớt Việt Nam vậy không, đủ qua nè, bán người Việt Nam mắc lắm cưng, Dạ. bởi vì ta giàu á, vì bản thân mua đi tôi bắt trong nhà trình 700 á, không cần làm quê mặn vậy hả, vì nào ở nhà cửa đất ba quá trình có đổ đi, Tỷ có mua đất không? không đủ xài tôi ơi, hai miếng đủ xài, không có mua nhiều đâu ta, để tiền chứ không có mua nhiều làm gì, trời ơi không làm giúp người ta, không suy nghĩ giống như mỗi người nó quan niệm khác nhau đó cưng, Dạ. giống như cái quan niệm của cưng kha không giống vậy, mỗi người không có ai giống ai hết, chỉ chung một nhà thôi là quan niệm khác hết trơn, ai giống ai hết, thằng con thứ út của tỷ thì nó khoái xe hơi, trời ơi nó khoái chạy, nó khoái theo cái kiểu của nó sống làm như nó đại gia đó cưng, ừ nó thích sống đại gia cái ba đây vậy, cái người của nó là xe hơi nè, Xịn phải không? thích quần áo đi thích là mua đen là chuyện nè, tự đồ chuyện không có chuyện vậy đó, xài điện thoại cũng phải là đồ chuyện, phòng cái gì nó cũng có chuyện cái gì mà
bỏ bỏ nó thầy tận tâm tư. Còn thấy thằng thằng lớn á, thằng lớn nó hiền khô mà nó thật thà quá, bởi vì tôi nói thiệt là nó giống như ngu quá đấy, nó thiệt quá thành ra ngu, sống lương thầy ngữ lý tư vậy đó, nó thằng ngu luôn vậy. Sao tỷ không sống như đại gia? Trong thân nó không ai giống ai, tôi nghĩ không? Nó không ai giống ai hả? Thì biết là chân mấy đứa, mỗi đứa nó mỗi cái nghiệp nó khác nhau, không nói được đâu, tại nó đi theo cái nghiệp như cái nghiệp để nói từ người luôn nha cưng. Dạ. Ví dụ như là cái người đó đi có tập thì đó trai á, thì nói đơn giản rồi bà biết bà lấy không, rồi bà biết xấu không, không chê đi cái mạng vô minh, chê đi không có biết mắc cỡ á, tương hiểu tư á. Dạ. Cái kiếp á. Ừ. Nhưng mà tỷ cũng thương luôn, tỷ nói trời ơi, tội nghiệp. Tại vì cái nghiệp của họ đó á. Dạ. Tỷ nhìn tỷ biết tư. Dạ. Ít sao tệ thương người ta đi tỷ thì tay cái ngày giờ đó. Phải trả tao cái ông cây á. Dạ. Hiểu chưa? Còn tỷ. Còn cái ông xã của tỷ á là bị cái nghiệp gì mà gặp tỷ? Ừ, đã nói cái Dương Tỷ là công chúa, nghĩ sao ra? Theo hầu không? Giải hậu. Trời ơi, theo hầu tử. Rồi ông bằng ngoại lá là ông không kiếm tỷ như là cứ làm gì ông. Giờ phải có tiền phải đưa cho công chúa xài chứ sao xài riêng kỳ vậy? Nó phải vậy á. À đây. Tâm mặt này như là tìm mặt là đưa tập đơn. Tại nói gì cứ đưa tập đơn. Không làm gì cũng mới qua đứng cứu tỷ hơn đó. Thế không? Ông mua cái gì mà tỉnh không đồng ý là ông không cứ đến mua. Đúng không? Ông không có dám mua. Dạ đấy. Tương đang ở nhà hả? Dạ, bữa nay ở nhà. Không có đi nữa hả? Có chuyện gì hay không? Kể nghe đi tỷ. Chuyện quá hả? Ừ. Tôi nghe cái câu dờm á. Mà tỷ hát cái nhạc của tỷ á. Tôi dờm tỷ nói chuyện tỷ cũng tỷ bất cứ hết. Sao mắc cười đấy? Để cái nhạc của tôi là cái mà mắc cười lắm. Đâu giờ giờ để hát thử đi. Có gì đâu mắc cười đấy. Mộ la. Mộ la. Hóa có hả? Dạ. Ừ, chị nghe con quay cái mạng của cái cô Mai cái gì đó. Dạ. Trời ơi, bà nói Pháp là bà nói bà học hẳn quá, chẳng các bà mệt lắm. Mệt. Bà nói, bà có cái hơn bà nói, cô mệt lắm. Tuổi rồi em quá không biết nữa, chắc chừng 50 mấy hả? Ừ, các chị đó chắc cũng khoảng 50, gần 60 chung đó. Dạ, yeah, chắc 55, 56 gì cả đó. Ừ, ừ chắc thế đó. Chị thấy mỗi người cũng xét pháp nó không ai giống ai, thấy không cưng? Dạ.
đâu phải muốn một người một cùng một người cho không ai giống ai hết chưa, cái phát nó ra không ai giống ai hết. Tỷ nói là tỷ bây giờ cái gì, tỷ nói là cái pháp pháp đờn á, sao tỷ hát thử coi tỷ. Giống như vậy nè, để tỷ nói nghe. À, chính đàn á, nó đàn cái nhạc gì thì chị cũng vô cái đó chị hát được một cách trơn á, cái mấy người đó nói chị như sao không? Nói được tù về vậy. Trời ơi, sao bà thấy giống như vậy tập hát được cách trơn người ta. Nó mình như chị vô cái đầu của chị á. Bằng cái chị giống như người thì nói chị là người Phật. Rồi mà cái bà, cái mấy người kia nói chọn của ấy là bên đi bằng bên tâm linh là bả là gì đó, bả nói là cái gì đó, sợ bây giờ tôi là phàm phu nè, ví dụ tôi là giống như mấy gì thôi, khi tôi muốn nói cái gì tôi nói đó, tôi nói là phàm đó, nhưng mà tôi giống như mình mà tỷ lên muốn nói là mình phải đi chân thật, ví dụ bây giờ tôi đang hát thì nói tôi nói tôi hát. Tôi nói cái gì thì tự nó nói, chứ đâu có máy móc có đáo gì đâu. Ra hát là tôi tự, cái bài hát của mình là nó tự ra, chứ đâu có bắt chước ai, chỉ nói vậy thôi. Dạ. Còn mà tôi không có bắt chước ai tự chỉ hát vậy thôi, thì đâu có bắt chước ai mà em đi đây. Trời ơi, cái có nghĩa là người ta cho mình là bắt chước mình coi viết rồi coi này coi kia viết rồi bắt chước, tôi hiểu không? Dạ. Yeah. Người của tao tao mà mình đâu có chuyện mà mình nói bắt chước bằng cách đó. Phải khi mình bắt chước mình làm cái gì hết trơn, mình làm cho cái thế giới này cho nó bình an luôn cho rồi. Dạ. Thì bắt chước là bắt chước vậy đó. Dạ. Yeah. Tôi hiểu không? Nếu mà chị bắt trước nha, chị nói một câu danh dự nha, bắt trước thì ông cha là cái lực của tỷ ra là bây giờ là xếp gạt hết trơn nha. Dạ. Vậy đó, tránh thoát á, theo tỷ nói như vậy á, đúng chưa? Dạ. Cô tất cả toàn thế giới này an khang thịnh vượng, mới là bắt trước, còn bắt trước theo cái gì đâu, không bắt trước làm gì, con hiểu không? Dạ. Mình đời là mình phải sống đời, ôi mình đạo là mình đạo, mình cái gì mình cho vui vẻ được rồi. Còn cái đạo thì để ông làm việc, để ông làm việc từ từ đi, cứ hồn ví dụ vậy đó. Dạ. Yeah. Tự nói là trên bây giờ là có cái gì như trên làm việc hết trơn rồi. Chỉ là cái người mình, cái người giống như là cái người là kêu đi làm việc, phải hiểu chưa? Dạ. Muốn bản thân mình lại thì mình đi làm việc ạ. Làm việc là người phải tin. Cái người mình kêu đi làm việc không? Vậy hả tỷ? Hả? Vậy hả tỷ? Là sao? Cũng nói gì? Nãy tỷ nói là tỷ ca cái gì đó ở trên cho đó, tỷ ca nghe nó có lạ không tỷ? Cô đàn lắm, dù nó đang bắt cái nó ba đang bắt cái nhạc gì mà nhạc gì đó, tỷ nói trời ơi sao nghe cái đàn mà tỷ hát cái nhạc của tỷ, tỷ đâu có hát bắt chước cho người ta đâu, hiểu không? Dạ. Cái nhạc gì chị vô chị hát cũng được mà sao nó hát không có phải giống người ta, giống người cõi trên đúng không tỷ? Hát cái nhạc của mình từ giữa tâm mình ra chứ đúng tạo tự nhiên nữa đó. Giờ cho chị ngồi đè mà chị hát ca cổ nè, chị hát hồ quán nè, chị hát cải lương nè, chị hát cái giống gì hát cũng được cũng tự nhiên đó. Mấy người bằng chung nói trời ơi cái gì đó cũng làm được hết trơn hết. Đâu tỷ hát thử đòn coi. Tỷ Kinh có thấy ông anh Tư vừa mà ông tự đặt bài hát ông hát chưa? Chưa.
Ông hát hay lắm, chắc con có coi theo cái đĩa của ông chưa? Chưa thì. Trời ơi, ông hát hay lắm ông. Cái bữa mà ngày mà lễ, ngày đại lễ của ông Phật Thầy Tây An đó, hoa đất quyền giáo chủ quên ông biết. Là ông hát đó, ông đọc bài hát, ông hát rất là hay đó cơ, ông biết ông có lên mạng không? Chắc có mà. Dạ, tại vì em không có quay, không biết. Trời ơi, ông hát bài hát rất là hay đó cơ. Giờ đâu tỷ 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 hát bài đi. Trời biết hát cái gì vậy? Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi đi. Võ Đông Sơn và Thu Hà. Tỷ này cũng cần để tỷ nhìn ở cái mặt trời đây, mặt trời tôi ổng là sao. Trời ơi, chỉ nhìn đâu có mấy phút mà cưng biết sao không cưng? Sao vậy? Trời ơi, tự nhiên cái tròn vô mà nó đang thù lùi, xanh xanh, đen 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 á. Dạ. Hả, gần mình tới tỷ rồi, tỷ sợ quá, tỷ chạy vô. Mấy cái sao kỳ vậy? Ủa, nó hạ xuống từ từ, nó hạ xuống từ từ, cái chiếc chút nữa vô mắt, giống như gần tới cái nhà này rồi, tỷ chạy vô. Hạ xuống thấp hả? Hạ xuống thấp hả tỷ? Cái cục đen, cái vòng tròn ở trong còn ngoài là hào quang nhưng mà ở trong là đen á, tụng là đen thôi á. Dạ. Mặt sáng màu đen á, màu đen mà trái đất á. Chắc cái xuống thăm tỷ á, xuống thăm tỷ á. Trời ơi, mưa nắng gì mà tỷ nắng giờ mà dòm tự tự nhiên thế. Hả, có hả, có hả, có tự dòm tới rồi tôi chạy vô. Ở gần ngoài là hài quang kìa, hài quang tôi còn nhưng mà cái đó mà nó vô kệ vô vội với các người nào mà có lực dữ lắm nha. Yeah. Cái hào quang của cha đó không có ai mà dám lại gần đâu. Mấy cái gì mà phóng phóng lại đi lên trẻ không ai lại gần được đó, tôi biết chưa. Dạ. Yeah. Cái hào quang của mặt trời đó dữ lắm, không ai lại gần hết. Lực của lợi rồi và tôi bằng chân á, chân á. Từ xa là văn hồ phố tầng tầng gần. Nó có cái giống như nó có cái vòng tròn mà phủ kia là ở cưng. Dạ. Nếu mà cưng lại gần đâu có được. Cái đó kêu bằng thiên la lưới bùa. Là cũng như là nó bọc lại hết gì đó, những cái người mà những ma quỷ đâu muốn vô là vô có không được đó. Nó bọc lại là không. Không có vô được. Cái gì lạ lắm. Bởi vậy lúc mà tỷ đi tới chân trời á, tới ngày cái giờ ông mới sắp sửa miệng ra đó. Hình như là tỷ mới đi lần đầu tiên đó. Cái người đó nắm tay tỷ. Cô Hằng Nga, cô nào lắm chứ. Nắm tỷ ra tỷ nghe cái người đó nói trời ơi, đi với là phải vô đó à. Không phải đâu, với ai không? Ai đây? Cái Quỳnh, Quỳnh mà ở trên núi á, Quỳnh mà tên chú Bảy Hải á. Dạ. Chú Bảy Hải có đi vô mặt trời rồi, và ông cảm ơn cô Hằng Nga đó. Dạ, cô Hằng Nga đó. Dạ. Ông có đi luôn, tỷ cũng đi mà ông cũng có đi luôn rồi đó, ông nói đó. Xong mà nói rất là hay á cưng. Dạ. Chú Bảy Hải không? Hải Nguyễn nó có quay giọng hả bà? Ông mặc nguyên bộ đồ trắng mà có râu đó. À, Bảy hả? Bảy hả? Trình với ổng không? Chắc Trình hả? Ông cũng... Hả? Xem mới biết chứ không để ý nữa. Vậy là Trình chưa với ổng hả? Ông có quen với tỷ đó. Quen trong vui gì hả tỷ? Để tỉ mối thực tế cho nào cho nghe ông đi, có tình nó quay lên nghe ông nghe được đó. Không nghe đâu, không phải là chỉ người chuyện nghe, cái này là có sự thật. Dạ. Lúc mà ông kêu ông quên đi chuyện sự. Không mà cái này thật sự không có, không phải là chỉ kể nhưng mà tỉ suy ngẫm. Tỉ cũng có biết chở đồng năng cảm. Cũng rất là biết nghe mấy cái chuyện vậy hả tỷ? Cũng phải tấn chuyện trước luôn, lâu lâu lắm mà cưng, trước
cấp cũng có lắm, cũng khổ quá, chị cũng ngon, cũng to lắm, mấy xã cũng có người tu là chị thương đó, biết không? Dạ. Chị cũng giúp đỡ lắm, chị cũng giúp làm ngăn, tôi nghĩ không? Dạ. Dạ. Rồi cái lúc bà ông đi nằm viện á, Nam Mô A Di Đà Phật, là con không phải con kể lễ cho cái tượng đại chúng thương thôi. Con xin lỗi. Cái này nè. Dạ. Hả? Lớn lớn chú có dễ nghe vậy. Cái gì vậy ta? Đâu có gì đâu. Y nên tiện nó lớn lớn chút dễ nghe. Cái biết không? Lúc đó ông bệnh ông đi bệnh viện làm mẹ giống như trên bằng mẹ một cái gì trong 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 mỏng á, cái lưng nó chuyển hết. Thì nằm đó sau là cảnh tâm không được, lại tiền không được. Dạ. Yeah. Cái gì đó thì chuyển được đó con. Cái chị nói xuyên dài. Chị nói Quỳnh ơi, chị gì Quỳnh bông hầu quá. Quá chứ. Nếu mà thiền đó là để tự tự nhiên nhiên mình mong mình cầu mình ham những cái gì đó là không được. Quân suy nghĩ tới trong tâm quân có cầu nguyện hay là quân muốn cái gì không, nhưng mà nếu mà quân thiền nó là nhất định quân thiền quân phải bỏ hết tất cả là lấy cái tâm mới quân mới thiền được, quân hiểu không? Dạ. Yeah. Nhưng mà quân vô thiền mà quân còn suy nghĩ vì cái này chưa quân muốn gì cái đó là không được, quân hiểu chưa? Dạ. Yeah. Nào ngày đó lại quên cái vụ đó đi. Chị mới nhắc nhở. Vậy là nghe lời, nghe lời mũi đó. Chứ không là Vinh đã đi trai rồi. Thì Vinh mong cầu quá chút quá đó. Vinh đã mong cầu đó. Yeah. Còn tỷ còn từ xưa đi là tỷ không có đi tu, không có tu giống các quân nói. Nhưng mà quân hiểu, nghe mũi hiểu được. Mũi không phải là mũi tu hành gì cả, không có biết. Nhưng mà theo cái nghĩ của tỷ là như vậy đó cưng. Dạ. Cha mẹ dạy tỷ là trong cái cúng lại là cha mẹ dạy tỷ thôi. Nghe không? Dạ. Cha mẹ dạy tỷ từ con à. Dạy tỷ là con à. Con mới đất cái xong mà có cái xong mà về nha con, giải tỷ như vậy thôi chứ còn nhưng mà giải giải nhưng mà mình phải hiểu cái xong là cái gì con hiểu chưa? Dạ. Yeah. Là giải nhưng mà mình phải tới cái trí mình đã mình hiểu được cô đó là cái gì con hiểu chưa? Dạ. Yeah. Chứ còn mãi lại thì mình không có lấy cái gì ra để mình suy nghĩ để cái cô đó là cái gì, đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Ừ. Chứ không lẽ dạy cho mình biết ông nói gì thôi rồi không biết cái gì thằng là sao, ví dụ như thế. Dạ. Rồi chỉ biết có gì thì chỉ chia sẻ để cho các quân tử, nếu mà có cái gì thì chỉ có lỡ cho chứ chỉ không có biết bấm vào cái gì nói gì vậy đó cưng. Nhiều khi mình làm nhưng mà cứ thiếu sót rồi sao, đâu có hoàn hảo, con hiểu chưa? Dạ, yeah, đúng rồi tỷ. Không có hoàn hảo được. Còn tỷ không có cái gì chứ, không có nội thiền hay gì chứ. Tỷ cha khi tỷ xuống bút nữa nè. Tỷ tỷ là thiền là thường định nhất cương biết không? Dạ. Yeah. Thiền định là tập lâu lắm rồi mới nhập định cương hiểu cho nó thâu lắm á. Người ta nói vì mà nhập định đó là tự nhiên đối mà không có ăn uống gì trơn luôn á, tự ngồi trong phòng không có ai mà tới á, con nghĩ tôi á. Dạ. Mình phải đi lên chùa hay là lên cái chỗ nào mà nó không có người gì rồi cưng thiền chứ tiện thiền mình có người gì nào vô rồi cưng thiền được không, ví dụ vậy đó. Dạ. Ừ. À, cái gì tiêm cái sư mà ông sư mà An Lạc Hạnh á, ổng cũng thiền nhập định rồi đó nha cưng.
Dạ, vậy hết đây. Rồi cái ngày ngày bên Mỹ á, ngày ngày gì bên này, con du di gì bên này, ông gì bên Mỹ luôn á. Không kể cho ha, tại Không phải ông đó chị không có biết, không có quen với ông. Nhưng mà trong movie chị thấy có một vị bên Mỹ dạ mà ông tên gì đó, tự nhiên quên lắm luôn ta. Thật chất hình như là lên nhìn về nhập định như vậy cho mình nghe, chị thấy sao không ít có chung ở phim. Dạ. Lớp chắc có mấy người à, nó kỳ lắm Thì nhập định nó ít có người nào làm được lắm, tại vì đâu phải ai cũng làm được đâu. á. Thì nhập định là cưng phải lấy cái là không hết trơn, không còn cái dưới nó bận cái giống gì nữa, cưng mới vô đó được, có nghĩ không? Vô đó cưng suy nghĩ dùm tủ quả nhập mà cái lương đó. Sao Chị không có làm, chị cha ra kêu bây tỷ xuống bút sao tỷ không xuống? giờ thì hả Tỷ nói cha kêu tỷ xuống bút sao tỷ không xuống? thì bởi vì mang máu, nếu mà chị xuống bước á mà chị giết giết bậy giết mãi mãi luôn, giết tụ giết hết cái này tới cái nhiều lắm, giống như cái này cái cô học trò nhập trò ngọc gì đó. Cười 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 viết như vậy đó, rồi rồi viết hoài luôn á, con biết không là bỏ hết trơn luôn á, con có làm ăn gì được không, ví dụ nhãn con là bỏ hết đó. Nhưng mà tỷ chống lại hả? Tỷ cãi lệnh hả? Ủa chị không nghe cha, bởi vì bây giờ chị nói nhìn là trời ơi sao mà cái gì giống cũng kêu mình làm hết trơn người ta. Chị nói trời ơi cái gì giống cũng kêu mình. Có khi là tỷ có ra cái pháp đó là lâu rồi, cái pháp mà Ngọc Bích xuống tầng nó cân cái pháp, cái bài văn nó chỉ làm cho cũng khoảng tiếng hơn nhiều ngọ tiếng ngọ nguyên buổi rồi đi, tiếng ngọ là chỉ ra cái pháp của Ngọc Bích đó. Vậy hả tây? Nó ra pháp rồi ra kinh nữa, cộng sắp pháp nó kinh hoài kinh ơi, thôi kỳ quá trong cái đầu mình sao nó nhiều thứ không biết. Giờ kinh là cũng có nè, áp cũng có gì gì cũng có, không hiểu luôn. Trời ơi chỉ đọc à, nó không có gấp nó không hiểu cho ra Sao giờ để đọc chứ một cái đoạn hả tỷ? mình sao không đọc được, nó tự nhiên nó về cái không rồi nó hiểu cho ra. Chị đọc gặp mình chẳng biết về cái không rồi con hiểu chứ cái không á, con hiểu cái không không Hiểu. ừ. Có về cái không hết trơn mà, bởi vì á cho nên nó cho em nói như thế nào thì Ai bán rượu? sẽ nghe này nha. Ví dụ mỗi một năm á, năm đó đó là Đức Phật Di Đà đó, mà nói chung là Phật tổ Phật Di Đà gì đó, cái ngày đó đó nè, ngày đó là trước tiên là dạy chỉ là phải viết, là viết chữ vạn đó, con hiểu không? Rồi dạy chỉ mấy cái lời cái không á, con số không đó, là ngày đó đầu tiên thì là dạy chỉ cậu đó, con hiểu không? Còn bên tai tỷ nghe mà ban ngày không cần biết, không có ban đêm, rồi cái câu mà tam thiên lục địa tam thiên thế giới á, là năm 2018 đó, biết không, là nó ra vậy đó. Vậy là năm 2019 là dịch bệnh luôn. Ừ, cái năm 2018 là tỷ không biết năm nào mà tỷ về, đúng là năm 2018 luôn á, là ngoài đó dạy tỷ đó, tỷ vừa về bán mà không biết là cái năm nào mà tỷ về nước á, không biết năm nào mà tỷ về nước, quên rồi ta, về nước hai hai vợ chồng luôn nè, ta một mình quên mất rồi,
rồi cái dạy tỷ đó hết, nhiều gì dạy tỷ đó, nhưng mà tỷ không có kể cho nghe trơn, giờ tỷ mới nói thôi, tôi biết không? Nhiều gì dạy tỷ lắm, mình học mà cưng, tự nhiên mình học nó mở ra rồi có gì không? Chị nó nói câu đó là cái gì? Chị có biết không? Chị đúng không? Chị nói xong rồi đó, ôi chụp kệ nó đi. Vậy xong mình hay nói như vậy đó. Ý hay nói cái câu kệ đi đúng không? Tại giống như là mình có không... mê cái gì xưa hơn vậy đó. Như theo cưng là mấy người mê thì chụp chặt theo cái đó, cưng hiểu không? Dạ. Bắt theo cái đó người ta sẽ cái ngọc gì người ta theo dẫn lại theo quạt, tôi nghĩ không là nó ra đủ thứ. Còn à, tỷ không có quan tâm phải không? Nè ra vậy chị nói từ người con nghe này. Là ví dụ như bên đồng tỷ đây nha, cũng là ngọc tiền là cứ ngày nào cũng tiền, giờ đó gì vô tiền đó vô tiền hết trơn á. Chị nghĩ chưa, bắt được cái pháp đó các bắt tâm người ta sẽ tiền, rồi cô mai là cũng ngọc tiền đó, cô mai cũng tiền đó. Cô quỷ qua cũng là tiền, rồi vậy a cũng là tiền, cô vợ của ổng cũng là tiền, dựa theo kinh tệ mà đi về cảnh, anh nghĩ chưa? Ủa tỷ sao biết cô quỷ qua? Thì tỷ coi đó, tỷ đâu có quan, tỷ coi hết trường luôn, người nào cũng là tiền, ngồi như vậy cũng tiền, rồi nói pháp pháp ở đâu ra? Rồi chạy theo viết rồi không biết đường là mà ra luôn đó, con hiểu không? Nhưng mà mấy cái người đó có người nào bị tẩu hỏa nhập ma chưa tỷ? Tỷ có thấy không? Nếu mà các vị ra được, vô được, từ ra được là các vị đó là đã lãi rồi, còn nếu vô được mà ra không được mới là làm nguy hiểm, con hiểu chưa? Vô mà ra không được mới nguy hiểm, mới lạc á. Vô được là con ra được đó, con hiểu. Người ta nói thường nói là tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Mình gói vô mình phải biết cái đường mở ra. Nếu mà ra không được là lạc thì quá tưởng ha tỷ. Còn bây giờ tỷ đâu có ham cái giống gì mà chạy theo, tỷ không chạy theo gì chứ. Thấy chưa? Tỷ thấy ông thật gì lạc ông suốt luôn, mà tỷ cũng có theo ông đâu, ông thấy ông nhìn tỷ ông cười không, ông cười tỷ đó, ông xuống à, tỷ cũng đâu có đi theo đúng không? Ông cũng tại ông mà tôi giống như mình do mình tự mình làm ăn rồi tự mình sống chuyện bằng tâm thật thôi, tỷ không có chạy theo cái gì hết trơn. Thì tí đi làm ăn kiếm tiền thì sống thì ai thì khổ gì thì cái khả năng của mình giúp đỡ thôi, còn mình nói cái gì thì cũng sự thật thôi, chứ tỷ đâu có gọi là tôi thua cao thấp hay là tranh giành cái giống gì không hết. Tỷ xem hết trơn luôn, tỷ mà nào tỷ cũng coi, giờ tỷ coi vậy đó. Nhưng mà tỷ nói tỷ coi là coi, nhưng tỷ không có bánh vừa mà tỷ bình luận hay gì cân á. Dạ. Tỷ nói trời ơi sao mình không có tu, mình không có thi thố gì trơn á, mà xong chim bao mình đi coi người ta thi xong mà cân á. Thì mình đi coi thi thôi vậy đó. Như là tỷ đi chấm thi á. Mình không biết tỷ đi coi không, tỷ không biết thi. Tỷ nói cái ngày mình chạy xuống là tỷ cũng biết mà. Rồi anh Tư vừa ra đầu tiên tỷ cũng biết mà. Tỷ thì em sẽ hỏi ngay ổng luôn đó.
Tại vì chỉ biết cái pháp của ngài ra là chỉ hỏi luôn mà. Chỉ hỏi cái câu vậy nè, cái ông trả lời mà. Chỉ hỏi câu gì không? Câu gì tí? Chỉ hỏi chứ hỏi thằng Dương Tận á. Nhưng mà mới hỏi giùm giùm tỷ đây. Cái câu mà tinh cha quyết mẹ ơn thầy, tình cha nghĩa mẹ nó cao dày như núi non đó cưng. Con hỏi giùm cái tỷ câu hay là cái gì mà cái nghĩa như thế nào mà chỉ nói cái câu đó mà chỉ khóc quá chừng. Chỉ nói như đó thôi. Không trả lời được không tỷ? Cái nhà nó giải ra hết trơn đó. Không trả lời được không tỷ? Không trả lời hết. Nếu mà tỷ trả lời đúng đó, nếu mà tỷ trả lời câu sai là tỷ sẽ biết sai đó, con hiểu chưa? Nếu mà cái gì đó trả lời sai là tỷ biết sai đó, trả lời đúng là tỷ nhớ đúng đó, con hiểu chưa? Tỷ biết mà, tỷ biết nè. Đúng như ngài đã trả lời như vậy. Nếu mà thương như cả tầng ta nghĩa mẹ ở dưới tầng gian này đó, là chỉ có một một cái kiếp này là cha một mẹ ở đây thôi. Còn nếu mà suy nghĩ của người này á, cái tinh cha có quyết cho mẹ là đất trời đó, con biết chưa? Cha mà cái tinh á, con biết cái tinh không? Dạ. Cứ bước hoài, bước mặt ở trong thân mình là cái gì? Trong thân mình là đất nước gió lửa, con hiểu không? Dạ. Cái hoàn đầu vũ trụ này ở đâu ra? Bây giờ xài chứ điều nó muốn bụng hết trơn rồi. Con biết chịu gì nó con nghĩ chưa? Dạ. Con biết chịu gì đâu nghe nó phá hủy tịch trơn luôn, con thấy chưa? Các nước đó, nó không biết những gì nó cưng hiểu không? Dạ. Nhưng mà chữ dình đâu có đến tử thì dù nó sẽ như vậy. Bữa hôm nó chỉ nói chuyện với cái vị bên Phật giáo Hòa Hảo là bước sinh chị Hương gì đó. Sao vậy? Chị nói là thành ra cái vị đó khai mở ra rất là nhiều luôn á cơn. Hiểu được cái đủ thứ luôn đó nhân cân. Dạ, yeah. Ai đưa tỷ? À? Ai vậy tỷ? À, cái ngày mà anh Úc Phân Cấm á. Dạ. Cái gì đó hả? À, ví dụ như tỷ nói này nó cũng thiền định lắm, cúng lại rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà thôi đi để mình mốt đi giờ không nói đâu. Giờ nói về nè, nghe chị nói là Quynh suy nghĩ đi nha. Cái lắc này là giống như cái nồi vậy đó. Mà bây giờ nó muốn lửng hết trơn, nó tùm lum mà từ lưu hết. Chị nói như vậy đó, chị hiểu không? Chị hiểu cái là chị nói không? Dạ yeah. Nó mòn dần là nó nấu tôi mần thấy ớn không, bây giờ nó muốn lửng luôn rồi đó, là coi như còn xài không, giá hoài lửng hoài. Thì tin nè, cái đó nó là như cái nồi đi ha. Hồi xưa rồi cứ xài hoài hồi xưa hoài, có mấy biết. Cái người giá nồi á thì ai giá đây, ai giá lại nó một nó tôi mần nó lửng chỗ này giá chỗ này lửng chỗ kia giá hoài đó. Xài dữ lắm mà nó vậy, ông biết chữ dành gì hết trơn. Ví dụ vậy nha cưng. Dạ. Ừ. Rồi cưng suy nghĩ coi tỷ có hiểu được cái gì không, mà tự nhiên tỷ biết. Tự nhiên sao tỷ biết ở cái nồi hay là cái lửng mặt cái tắc không có giống gì, tỷ đâu có biết, tỷ có học không biết. Ừ. Tỷ có tu lắm mà tỷ biết. Mà các ngài đó tu rất là nhiều đó nha. Tu và thiền định thì tùm lum hết trơn á, con hiểu không? Dạ. Tỷ có học ngày nào được tỷ cũng không biết. Nhưng mà tỷ nói ra là những người đó là khai mở ra rất là nhiều. Nếu mà cái
cái mình nhắm mắt lại đi, rồi cái mình sẽ đi qua một cái gì đó, mình sẽ thấy một cái gì đó, mình sẽ nói cho, ví dụ dạng ngang cơ. Tỷ có hiểu bên sấm trần tình không tỷ? Mình sống tận tình hả? Tỷ chưa đi tới các ngày đó, nhưng mà sao mà tỷ nói tiếng Bắc mà tiếng các ngày đó không biết. Nói những cái nhiều vị quá. Dạ. Nhưng mà bác Hồ, về là tôi biết đó. Bác Hồ ra lệnh làm việc đó, tôi nghĩ chưa. Bác Hồ là ông tình ái hả tên tỷ? Còn cái ông gì mà tên Trần Văn Thành hay gì là ông đó có quản à? Đức cứu Có quản ông gì? Trần Văn, Đức cứu quản Trần Văn Thành. Đúng rồi, ông đó cố á. Ông đó cố hình như có đó. Đức cứu là râu dài á. Phải không Thế tỷ? anh nó có nước mặt đi làm việc đó em được ăn đây nó mặt nước mặt đi cứu người á thì đi cứu người thì có cái này đó kêu tại vì anh gì đó con Dạ. anh biết phải gì đó không biết mà cái cứu quản này rồi cái này thật thật tội nói ông Nam Mô gì đó Phật con xin lỗi sợ con không biết con nên nói không đi. Cái Ai nữa gì đây? mà trên trời á, cái gì trên trời á, tôi hiểu không? Thượng đế hả? Thầy dạy, thầy dạy tỷ quá. Bác, đi làm việc cho cha là các ngài để đi làm việc thăm hiểu tôi ra. Rồi ấy, ví dụ mình là cái người đi làm việc là cái ngày giờ rồi. Giống như mình chờ người ta ra rồi mình đi làm, tôi hiểu tôi á. Yeah. Hả? Cái giờ đó, cái đời đó là cần tỷ thì tỷ phải cái người đó nắm như giống như tỷ tỷ ở trong vô vi tôi hiểu không Yeah. là cái giống như mình nấu giống cái gỗ vậy đó Đậu mà anh đi. tốt bạn thì là xong nó tôi nghĩ cho nhanh lắm vô vi chứ không phải như người đời mình chắc làm cả tháng chưa hết công việc đó Anh làm cái rù rồi sao mà 1 phút 30 giây xong chứ không phải giống như mình làm gì ở trần gian này con hiểu không làm việc vô vi đi cứu người đó không lẽ cái này đức có quản ta có đó có chuyện tên là không lẽ là Trần Văn Thành ta ổn quá đúng là tôi cũng có đó còn cấp cứu ngày giống như là ngày kêu giống như ngày nói là ví dụ như cưng là cái gì gì đó thì ha là cần cần cái sự giúp đỡ ở trong trên trời cưng nhìn đi cần sự giúp đỡ của tỷ hay cần sự giúp đỡ của ngài Phật tổ Như Lai hay là ngày nào đó gì nào vậy cưng là chỉ có gì đó là giúp đỡ con hiểu chưa cái gì cũng phải liên giống như nó liên liên kết trong cái đầu mình á cái tâm á tâm chuyện tâm sao vậy á cái này rất cơ quan quá cái gì ông Bác Hồ á là ông lệnh bây giờ ông đang làm việc á làm việc từ trong bộ máy nhà nước các con hiểu không rồi bộ máy trên ổng làm việc rất là nhiều luôn rất là đủ thứ luôn đó Sao ông tính trong thiệt á? Ông nói là Bác Hồ ở tầm 66 thì không có quý mình cũng tỷ. hỏi tiền cái đó Dạ. 76 là 66 Tầng 66. 36 hả Nghe nói là tầng 66, ông Tấn Kiệt nói vậy đó. trời ơi ổng nói vậy trời ổng đi cái ông nói rước ổng sao ngồi ổng nói ông bắt ụ dưới đen ngục ông hầu ổng nói trên đó làm sao tại sao Em không biết luôn. trời ơi ông nói rước ổng nói cái gì đâu ông
giống như vậy đi. Cái gì mình ham mê là đi làm sạch chân, con hiểu chưa? Dạ. Ham mê làm ông chúa, ông hoàng, ông đủ thứ, ông là rầu luôn. Cái giáp ti ta nói thì thôi rồi. Thôi rồi lỡ mơ hả đấy? Thì cái gì ham mà là sẽ bị giáp đi thôi. Thôi rồi lỡ mơ ha. Ờ, giống như vậy đi, chị nói đơn giản. Sau lúc đó cái gì đó thử thách chị, có chị có ham mê ở không mà có tiền không? Không mà được đủ thứ không? Chị đâu có mê. Yeah. Chị nói là ví dụ như tâm cái xác, cái tâm của chị nói nha. Rồi ơi, có để tôi tự lực, cánh sinh, tôi tự làm, tự ăn. Chứ tôi không có làm cái chuyện đó được. Ví dụ nha, ở không mà lấy tiền người ăn là tôi không có chịu cái. Cái khoản mà nhìn ông không phạm á, có lẽ ông làm việc ông thiện mạnh rồi. Yeah. Ở trong cái thằng mình nói dễ hiểu không? Ông dữ lắm hả tị? Tự nhìn cái mặt ông mà ông trắng mà ông bụi con nguyên nhân thường cũng lộ người xưa vậy đó. Yeah. Người gì mà cổ lỗ mà mặt cái khố. Ở dưới chỉ che rồi ở trên đó cầm mà ông cầm cái cây gì mà nó bụ lắm đó. Người da đỏ hả? Không, da trắng là ông trắng, ông bụ con lắm. Người dân tộc hả? Hồi xưa. À. Cũng xưa, người giống như hồi thời thời thượng cổ mà cái khố á. Dạ. Yeah. Ừ, học tàu là lạc lâm quân, ăn lạc gì lạc lâm quân gì đó. Mày ông cơn là lạc lâm quân. Mặc cái đó đó. Dạ. Yeah. Cái đồ như thời lạc lâm quân á, tôi hiểu không? Dạ. Yeah. Mặc cái khố hơn chứ, cái che lại rồi mà bằng ấy đó. Ôi, ông bự con mộng lớn lắm con ngầu. Mặc cầm cái cây gì mà nó bự. Ông bước ra tưởng tượng như cái bằng chân cũng bước ra đó. Nó dữ tợn, nhìn nó dữ tợn á, tôi hiểu không? Dạ. Yeah. Mà tỷ không có sợ. Rồi sao tí là một cái chim bao hoặc cái gì không biết, tí không sợ bất kỳ cái gì trơn từ quá. Dù cho người đó là cái ông gì gì đi nữa, tí không sợ kỹ á. Dù đó, ví dụ như xuất hiện là ông Phật, ông Ma, ông gì, tí cũng sợ kỹ á. Dạ. Đúng rồi, ủa sao tí không có sợ. Thì tí nói vậy nè. Nếu mà là Phật thì phải độ cho chúng sanh, cái lòng từ bi tôi mới tin ngài. Nếu mà làm ngài không làm được từ bi thì tôi không có tin ngài là làm được việc đó, cứ hiểu chưa? Dạ. Trời ơi, ngài là quỷ đi, nhưng ngài là quỷ, ngài không không thiếu, ngài thiếu cái lòng từ bi rồi, ngài không có đạt được cái gì hết trơn. Ông có nói gì đấy? Dạ, ông có nói gì không? Là ví dụ như trong thân mình nói ra vậy đó. Dạ. Yeah. Thử thách mình coi cưng có sợ lắm hay là cưng nghe được con hiểu được ai nói không, con hiểu không? Cái kiểu mình nói coi mình có thích không á hả? Nói với cái câu nào là của Phật, câu nào là của quỷ, của ma, hiểu chưa? Ừ, coi như là tỷ có coi tỷ có trí không hả? Ừ. Có biết cái nào bên nào đúng bên nào sai á? Ừ, ra cái gì đó. Dạ. Yeah. Ví dụ như nói chuyện này, cái ngài nói gì mình cứ nhận thức lấy câu nói ông đúng sai nha. Cái tỷ liền nói bây giờ ngài là cái gì đi nữa, nhưng mà ngài không có lòng từ bi bằng Phật. Phật có lòng từ bi, còn ngài không có lòng từ bi. Nếu mà ngài học lòng từ bi đi là ngài mới hơn Phật được, mới bằng Phật là hơn Phật luôn đó. Yeah. Mà ngài mở lòng từ bi đi. Yeah. Trước Phật là có lòng từ bi, còn ngài chưa có. Ngài phải làm như thế nào ngài có lòng từ bi đi. Không có nói gì vậy. Không nói gì không? Thì ông thử mình mà. Ừ. Ông thử mình là Phật, ông thử mình là Phật. Cái Phật quá là cái gì đó, con hiểu chưa? Dạ. Nhưng quá vô cùng đó, con hiểu chưa? Dạ. Ở trong cái đời kinh chính trị cho thiên đạo và
cái kinh thiên là của Ngọc Thượng Đế là mẹ biến quá vô cùng đó, con hiểu chưa? Biến quá đủ thứ cho nó thử. Mẹ Quan Âm cũng biến được vậy, biến hết trường luôn, biến quỷ, biến ma, biến đủ thứ thử thách mình coi mình có cái lực, có sợ là không, hay là căng thẳng, hay là